trai thôi. Ghê quá. Ủa sao? Ủa chưa? Ủa cắt chưa? Cắt rồi, cắt rồi. Ủa cắt rồi. Ngon. Lắp hả? Lắp mới luôn hả? Đâu đây? Dạ, có chị đâu ra. Rồi, cái này đâu nữa. Chừng mà giống như một con điếm. Không, mày biết mấy người nổi tiếng toàn có mức rồi đó không á? Từ Marilyn nhá. Nhiều diễn viên nổi tiếng có cái đó lắm. Ngay đây cho mặt luôn. Thổ dân này sao mặt mèo như vậy? Ai biết thì mày điên đang ngủ. Tự nhiên kêu nhắn tin là 11 giờ có mặt. Có 9 giờ gọi điện. Mọi người thấy nó điêu dễ sợ không? Lo. Không ai mà chuẩn bị hoặc không chuẩn bị trước mà báo thì dễ dàng bắt đi quay được như vậy. Thì mày thì tao thì tưởng là đi quay như cái kiểu mày vlog ấy. Cái gì? Thì mấy cái vlog của mày đó thì cứ ok mai quay Hà ơi thì tao đi thôi. Cái gì vlog là cái gì? Thì trong cái kênh YouTube của mày gọi là cái gì? Vlog. À. Sao vlog là ai biết? Trời ơi. Thì tao nói khán giả biết chứ tao không biết, mày không biết á. Làm bánh mặn chị tự nhiên. Ủa bà cho tao làm trai hay gái mà sao mà làm quá trời vậy mà quẹt phấn nhiều vậy? Okay, anh đây là con gái, bên trong là con trai. Ủa? Đấy, mày hot girl. Ồ. Một trong bảy hot girl nha mọi người. À đù, chung cuối hả? Trai. Nope. He's my brother. Không có, anh trai. Anh trai mình đó. Anh trai kìa đó. Chỉ coi là anh trai thôi. Thương đi giá kỳ nha. Phải làm đẹp hơn nữa nha. Phải không? Đúng rồi, tại vì tao trẻ hơn. Phải đẹp hơn. Ghê mà. Biết sao không? Mấy đứa mặt tụi nó là mấy gương mặt tụi nó thừa bị quen thuộc rồi. Đúng không? Ai cũng biết năm thứ, ai cũng biết đi nhà kỳ. Mày là mới nhất hả? Tao là mới thôi. Cuộc đời của em là mỗi lần mà được đi quay là em thích lắm luôn đấy. Cho nên là cứ gọi trước 2 tiếng. Bận lắm, em xù biết bao nhiêu show. Thì em show với mấy mà hát họ là em dẹp hết. Đi quay, bạn mà, bạn bè là gọi mà. Bạn bè nó gọi là chơi thôi. Còn... Ai cái dầu mà bố người biết mọi người biết sao không? Tất cả mọi thứ, đặc biệt là MV của Đàm Vĩnh Hưng lúc nào cũng có cái gì đó rất là đặc biệt và được đầu tư rất là công phu, kinh phí rất là khủng. Cho nên là hợp cuộc đời của em là em phải có một chút xíu thuyết phục cái vai gì đó. Cỡ nào em cũng phải quay, xây đăng, cỡ nào em cũng phải quay. Em quay từ đầu tới cuối, em quay làm sao để một chút xíu lướt qua cái khung hình đó. Lướt qua cái khung hình đó. Chỉ một chút xíu của em cũng phải, em rất là bằng lòng. Em có người hiểu không? Cho nên là cuộc đời của em phải xuất hiện trong MV của Đàm Vĩnh Hưng. Từ giờ đến mà 80 tuổi em vẫn cứ phải xuất hiện. Cứ MV có cụ Đàm Vĩnh Hưng này em đi ngang qua một cái bài gì được không? Một nước, một giây là em cũng quay. Trời ơi, ta bỏ tuần rồi đó. Tại vì ta chỉ làm gái này cho nên là phải bỏ tập. Không có con cơ cái bắp nó lên nữa. Gì? Bỏ tập mọi người ơi, nói lại đi nào. Cái vai này, nói lại hai vậy. Nhận cái vai này một tuần lễ. Thì trước tuần có gọi điện, có nhắn tin thì đang là tập tạ là mọi người. Mà em phải bỏ cặp nó xuống cơ tiếp theo. Em phải để cho như vậy nè, ốm sọm xuống luôn. Tuần thôi nó xuống giải xì là bụng luôn đúng không? Không, bụng ta hết là có gì sao. Mọi người thấy không? Giống lắm, rất là giống. Câu trước đá câu sau. Hồi nãy là nói là 11 giờ sáng gọi điện thoại. Ra tới quay, bất ngờ không? Bây giờ nói lại anh Tuần, nhận lời lệnh anh Tuần thấy chưa? Đó. Tao tưởng là hồi nãy là 11 giờ, đúng rồi, tao nói đúng rồi. Nói xạo là không bao giờ nhớ nói cái gì hết trơn á. Chuyện nó láo, xạo. Bóc phép này nó láo nè. Ăn gian nói dối, ăn cắp. Đấy, tất cả những thứ đó trong con người này có. Ủa? Ăn cắp và nói dối là đều đi chung. Ăn cắp à? Tao có ăn cắp gì đâu. Nói dối và ăn cắp lúc nào cũng đi chung là kỳ vậy đó. Rạng rỡ như một tinh thần nhưng tâm hồn là một con điếm. Đạp đi.
chưa? Đây càng dần quấn này. Chưa đâu. Quấn lên để đỡ cởi mặt đỡ mà để cởi từng lẫn lộn. Cố gắng nữa. Có gì đâu đã lộ. Vậy thì thôi em mất. Tao đã nghe cái này nè. Đừng có bây giờ mình đi rồi. Quấn bằng keo thấy ham không? Rồi, vậy mời anh xem. Mọi người à, anh hương cho em coi mặt đấy. Quay với bàn nắm chán. Chịu không? Trời đất ơi. Không có ngực, bọn này không có đẹp. Thì thường á, em đi quay ở bên Hollywood á, mới quay với các model nổi tiếng mà. Cho nên khi mà quay mà cần mà người mẫu người ta cần ở trần á, người ta sẽ có ngực và cái body chuẩn á. Còn bạn thân chán, body xấu và nó không đẹp. Trời ơi, vẽ anh gian gần chết, quay tao nó dựng tùm lum dán cho ngực nó lên tùm lum hết trơn á. Chán. Ok, ngước ngước mặt lên xíu để nhìn cho nó sexy hơn nè. Ok, tầm ra đây hút em, để em hỏi cho nha, em hỏi cho nha. Máy chạy. Nó trả lời bên đó nhưng mà nào chuyện theo này nè. Đúng rồi. Bây giờ. À, anh ơi, chồng của anh đẹp trai quá anh ơi. Chỉ coi là anh trai thôi. Đây Văn Hưng. Đừng bỏ tao. Rồi Văn Văn Hưng sợ bắt kiến ra thôi đi mẹ. Trời cái mèo luôn. Hey, ok. Rồi, chào rồi, dạ rồi. Anh Hà xong luôn, cảm ơn.